Trương Thị Lan. Xin mời đến gia đình các bạn, chúng ta sẽ mấy cái nhà ở đây xuống chịu thích ra cắm bờ sông. Dựng cầu bằng Tân Định. Dạ, em xin được trân trọng kính mời ông Trương rồi Phong đi nhanh nhanh để ưu tiên mấy cam. Đồ con cũng chó chứ người đẹp lắm. Rồi mấy cam mày quạt đi. Ủa dạ, kêu bạn dẫn đường ha. Bạn dễ thương. Ừ, dẫn bạn theo luôn. Rồi mọi người tương tác với Cam coi. Tương tác coi, tương tác cái coi. Mọi người chào luôn cưng. Đó đó xe chị ơi. Đó chị đó đi chị ơi. Xe đó mọi người. Giật quay nha. Đó là tai nạn thôi mọi người, bình thường cao quá chứ không có bị vậy đâu nha. Rồi 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 nè 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 em quay một vòng. Trời ơi, đây 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 đó, đó đó đó. Rồi, em đứng đây chị ra khỏi quay nha. Sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao quà cho bà con. Rồi,
hy vọng là cô bạn. Dạ, sau phần này thì xin mời bà con của mình. Ta-da.